Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin Thế giới với Thi Nga. Thi Nga kính chào quý khán thính giả đến với bản tin Thế giới ngày 15 tháng 11 2013 với các tin hàng đầu như sau. Chính phủ Philippines hôm nay biện minh cho những cố gắng của mình để hỗ trợ nạn nhân bão. Trong một tình huống như thế này, Bộ trưởng Nội vụ Ma Rosas nói nhu cầu rất lớn và ngay lập tức chính phủ khó thể tới được với tất cả mọi người. Giới chức chính phủ Phi đưa ra các con số khác nhau về tử vong. Với quy mô của thảm họa và cơ sở hạ tầng và các vấn đề thông tin liên lạc, điều này không phải là bất thường. Hôm nay, Cơ quan Phòng vệ Dân sự của Philippines nói đã ghi nhận số tử vong là 3.621 người, tức là vài giờ sau khi Liên Hiệp Quốc báo cáo số người chết là 4.460. Tuy vậy, khi tới được các vùng hẻo lánh và khi những người mất tích được tuyên bố là đã chết, thì số tử vong chắc chắn phải hơn rất nhiều. Ít ra có 600.000 người sống sót đã phải di rời. Chính phủ đang phải cố gắng đáp ứng nhu cầu cấp thiết của những người này là một sự việc dự kiến sau thiên tai lớn, đặc biệt là ở các nước mà chính quyền địa phương và quốc gia thiếu năng lực. Tốc độ của nỗ lực tiếp trợ đã tăng mạnh. Nhân viên các chính phủ nước ngoài đang phân phát thực phẩm và nước. Chuyên viên y tế thì đang săn sóc những người bị thương, trong khi các máy phát điện cũng đang tới. Hàng không mẫu hạm USS George Washington của Hoa Kỳ thả neo ngoài khơi đảo Samar, chuẩn bị cho công tác cứu trợ lớn lao. Đội 21 chiếc trực thăng trên đầu dự kiến sẽ thả thực phẩm và nước xuống các vùng bị ảnh hưởng nặng nhất. Thưa quý vị, Philippines có khoảng 10% dân số sống ở hải ngoại, là trên 10,5 triệu người đang ráo riết lạc quyên để gửi cứu trợ về giúp đồng bào của họ trong nước. Trước hoàn cảnh cùng cực của nạn nhân bão tại Philippines, các cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đã kêu gọi cứu trợ. Ngoài tình cảm con người với nhau, người Việt hải ngoại cũng muốn đền ơn đất nước Phi đã cứu mang biết bao thuyền nhân Việt Nam. Hôm nay, chính phủ Miến Điện bắt đầu thả hàng chục nhà hoạt động trong lúc đón tiếp quan khách quốc tế. 69 tù chính trị được trả tự do là đợt mới nhất trong loạt những cải cách được quốc tế xem như dấu hiệu quan trọng của sự trỗi dậy của Miến Điện từ chế độ quân phiệt. Văn phòng Tổng thống Phủ ra thông báo nói rằng việc này là để cho những người được trả tự do có thể dự phần trong công cuộc xây dựng quốc gia. Thông báo cũng nhắc lại cam kết rằng chính phủ sẽ thả tất cả các nhà bất đồng chính kiến bị bắt giữ trước cuối năm nay. Hôm qua, thì Tổng thống Thanh Sai đã tiếp viên chức đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Âu là bà Catherine Ashton. Nhà lãnh đạo cải cách Miến cũng đã gặp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đến Miến Điện cho hoạt động của sáng hội do ông thành lập. Trong khi ấy, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair cũng có mặt tại Miến Điện. Tổng thống Thanh Sai đã được các nước phương Tây dỡ bỏ hầu hết những biện pháp chế tài. Ông loan báo trong chuyến viếng thăm đầu tiên đến London hồi tháng 9 là sẽ không còn tù nhân lương tâm nào tại Miến Điện vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nhà chức trách Miến vẫn bị chỉ trích là tiếp tục đàn áp những người bất đồng chính kiến và tù nhân được sử dụng cho mục đích chính trị với quốc tế và đàm phán hòa bình với các dân tộc thiểu số. Trung Quốc sẽ nới lỏng chính sách một con. Sự thay đổi quan trọng này trong chính sách của nhà nước Trung Quốc được công bố vài ngày sau khi kết thúc cuộc họp của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản. Sự thay đổi của luật về kế hoạch hóa gia đình sẽ cho phép các cặp vợ chồng được có hai con nếu một trong số họ là con một. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin trích dẫn một quyết định then chốt được các nhà lãnh đạo chấp thuận tại Đại hội kỳ 3. Tân Hoa Xã cũng cho biết là Trung Quốc sẽ hủy bỏ hệ thống cải tạo qua lao động, tức là lao cải. Theo đó, công an có thể buộc tội và bỏ tù nhiều năm trong các trại mà không cần xét xử. Động thái này là một phần của những nỗ lực cải thiện nhân quyền và thực thi luật pháp, đồng thời cũng sẽ làm giảm từng bước số tội phạm lãnh án tử hình. Các điều vừa kể được trích trong tuyên bố cải cách đưa ra từ cuộc họp của các lãnh đạo đảng.